Rồi đây là một chậu lan hồ điệp màu vàng nhưng mà vàng này thì nó không đậm lắm, nhưng mà người ta nhìn sắc nó rất là đẹp, nó phối với cái màu tím thế này thì người ta nhìn cũng cực kỳ ấn tượng ha. Những cây này nở quá lâu rồi, các bạn nhìn thử xem, nở đến mức nó sắp tàn rồi này, nở đến gần tàn rồi này, nhưng mà người ta nhìn bởi vì nó phối nhiều cành do đó người ta nhìn nó vẫn hết sức là rực rỡ, nhưng mà nó cực kỳ rực rỡ luôn. Đây đây, wow, sắc hoa như thế này rất là đẹp luôn ha, cực kỳ đẹp, cực kỳ ấn tượng luôn. Đây là những cây hồ điệp mà gần như mình quăng luôn nha các bạn. Và mình cảm thấy hơi tiếc, do đó là mình sẽ dùng nước này. Ở đây mình dùng nước để mà đổ vào và quăng nó vào. Và kết quả sau thời gian các bạn thấy, đây nó cho ra một cây con rất là dễ thương đúng không? Một cái mầm mới này, một cái mầm mới hoàn toàn nha. Và nó rất là khỏe khắn nha. Đó. Và cây thứ hai thì cũng là cây đã hư rồi và được quăng vào nước này, và kết quả sau thời gian các bạn thấy không, lá của nó thì nó đã từng là cháy rất quăng vào nắng này, các bạn thấy rỡ và nó bắt đầu mọc ra đây. Và chúng ta xem thử sau khi chúng ta tái tạo cái lan hồ điệp bằng nước thì liệu chúng ta có thể trồng lại được hay không nha. Đây mình sẽ đây, các bạn nhìn thấy nó vẫn có rễ nha. Rễ xanh và nó mọc ra một cái mầm mới luôn nè. Như vậy là hai cây đều mọc hai cái mầm mới. Rất là dễ thương đúng không? Và chắc chắn những mầm mới này nó thay cho cái hai cái lá cũ thế này rồi. Và dĩ nhiên chúng ta không đợi quá lâu nha các bạn. Chúng ta đợi quá lâu thì chắc chắn là cây nó sẽ hư rễ. Chúng ta đợi một thời gian thì nó lại có tác dụng, nó giúp cho cây ra rễ. Như vậy chúng ta phân biệt nha. Cái này nó hết sức rõ ràng. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cắt tỉa những cái rễ hư đi. Rồi chúng ta sẽ còn lại những cái nên thì chúng ta sẽ bắt đầu trồng lại một cây hồ điệp mới nha. Đây, chúng ta cẩn thận một chút nữa. Ta cắt ra thử xem. Phần dưới nó vẫn còn xanh nha các bạn. Đó, ta cắt bỏ hết tất cả những cái rễ hư đi. Đó, còn lại những cái rễ ở trong nước nhưng mà nó vẫn không hư thì chắc chắn là những cái rễ này thì miễn bàn rồi, nó sẽ rất là ok rồi. Đây, đây, đây. Rễ trên thân thì thường bình thường nó sẽ mọc luôn nha, không cần có ngập nước hay không thì nó sẽ mọc nha các bạn. Rễ từ thân thì của cây hồ điệp thì bao giờ nó cũng như vậy, nó thể mọc rất là vô tư luôn. Mà cây hồ điệp các bạn tái tạo nó thì nó khá là đơn giản. Ở đây thì chắc là những cái rễ nhỏ nhỏ thế này này, đây những cái rễ từ thân nhỏ nhỏ thế này này, các bạn thấy không? Nó mọc và nó sẽ cho ra một cây hoàn toàn mới luôn đó. Đây. Một cái mầm non, chính xác là một cái chồi non, một cái chồi lá đó. Rồi các bạn nên nhớ là ta sẽ lột bỏ hết những cái vỏ cũ này, những cái lá cũ đó, để từ những vết này thì chắc chắn nó sẽ mọc ra những cái chồi non nha. Đây cẩn thận một chút đó, mình vừa làm nó sẽ gãy một cái rồi, một cái rễ thì rất là phí ha. Đây, cái rễ này rất là uổng. Đó, các bạn gỡ ra thì sau này nó sẽ ra rễ nhanh hơn nha. Đơn giản như vậy thôi. Còn các bạn gỡ ra thì nó sẽ mọc rễ nó dễ phát triển hơn. Đó, như vậy đây là những cái yếu tố mà các bạn cần phải làm khi chúng ta muốn tái tạo cây lan hồ điệp bằng nước nha. Ở đây mình đang nói đến là bằng nước chứ hoàn toàn không phải bằng những cái gì hết. Đây, như vậy là chúng ta sẽ có một cây hồ điệp thế này. Rồi, cây thứ hai chúng ta xem thử nó sẽ như thế nào. Đây là cây thứ hai này các bạn, ta nhìn thấy gần như là một màu đen đúng không, rồi nó hư rất là nhiều rồi. Đây, nhưng ở dưới thì vẫn có rễ xanh nha. Đó, nó đang ngập trong nước khá là lâu và kết quả thì đây, cắt bỏ cái rễ này là xanh nhưng mà nó ở phía dưới thì ngay chỗ cái chồi luôn, do đó nó sẽ rất là khó để cho cây phát triển. Đó, các bạn cắt bỏ hết luôn. Rồi, bỏ cái ly nước ra nè. Chúng ta thử coi, xem thử cây này nó còn lại những gì. Đây. Đây, rồi, các bạn cắt bỏ hết rồi hơn nha.
cây hồ điệp nó tái tạo rửa rất là nhanh, không sao hết. Đây, những cái rễ đã còn nguyên thì các bạn giữ lại. Đây, như cây rễ này thì ở trong nước khoảng thời gian khá dài nhưng mà rễ nó thì vẫn rất là tốt. Đó. Đó. Ok các bạn. Đây, rễ này rất là tốt rồi. Rồi. Để cắt bỏ hết tất cả những rễ hư đi. Rồi sau đó thì người ta sẽ rửa sạch hai cây này nha. Rồi bước tiếp theo chúng ta sẽ trồng nha các bạn. Các bạn có thể dùng rất nhiều loại chậu, mình thì thích cái loại chậu này, chậu tự làm và không đồng nha. Các bạn có thể đục nhiều lỗ giống như lỗ tổ ong nha, để cho cây nó sẽ thông thoáng. Và hai cây này các bạn có thể trồng chung một chậu luôn. Rồi các bạn cho một ít xốp và ở dưới đáy chậu nha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cho than vào nha các bạn. Đây. Than thì nó phải được ngâm qua nước một lần. Rồi sau đó thì có thể các bạn ngâm vôi cũng được. Chúng ta ngâm qua một lần. Các bạn trồng như thế nào để cây nó ở trên một chút nha, nó không quá thấp. Rồi, chúng ta cứ đỡ vào thử, nếu thấy ổn chúng ta trồng, còn không ta sẽ cho than vào tiếp để cho nó keo lên. Như vậy cái này thì chưa ổn rồi, ta phải keo lên một chút nữa, đúng không? Rồi các bạn có thể cho thêm than vào. Than được xem là trong những giá thở rất là ok đối với cây lan nha các bạn. Nó là giá thở chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều năm luôn nha. Và cái đặc trưng của than thì nó giúp cho cây lan ít khi bị nấm bệnh nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ cố định cây này trước. Các bạn có thể chuyển theo xung quanh. Rồi cho cây này vào. Hai cây nó sẽ đi hai hướng khác nhau nha. Để sau này khi nó mọc kia kia mầm mới này, nó sẽ đi vào những hướng ngược nhau thì chúng ta có thể trồng chung một chậu được nha. Với lại những cây này nó rất là đơn giản thôi. Nếu là cây khủng long thì chúng ta không thể trồng một chậu, chứ còn những cây hồ điệp như thế này thì nó rất là nhỏ nhỏ thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, ta trồng chung một chậu thì sau này cái ra bông cũng độc đáo hơn một chút, đúng không? Nó lạ hơn một chút bởi vì trên cùng một chậu nó thở ra hai màu sắc khác nhau. Đó, còn những cái rễ xanh xanh thế này người ta đỡ lại nha. Đó. Các bạn cố gắng ta chèn thế nào để mà giữ chặt cái bộ rễ để cho cây có thể đứng vững một chút nha. Rồi sau đó ta có thể chèn những phần còn lại thì nó khá là đơn giản rồi. Như vậy khi các bạn mua cây hồ điệp chúng ta trồng thì bình thường, mà đôi lúc là các bạn đỡ ngồi mưa ngồi nắng quá nhiều cây có thể bị hư gì đó thì các bạn đừng vội vứt nó đi nha. Chúng ta có thể tái tạo cây hết sức là đơn giản, nhưng mà đã từng giới thiệu trong rất là nhiều clip. Việc tái tạo cây này nó không khó như các bạn nghĩ đâu. Đôi lúc các bạn chỉ cần dùng nước thôi. Nếu cây hư hết ta quăng vào nước nha. Và kết quả các bạn thấy nó mọc ra một chồi non rất là nhanh. Như vậy việc mà chúng ta dùng một số loại hành tỏi rồi một số loại khác thì thực chất tái tạo bằng nước hoặc bằng cát là hai cách tái tạo lan hồ điệp có thể xem là đơn giản nhất, dễ làm nhất và hiệu quả của nó cực kỳ tốt nha. Đây các bạn thấy không, chúng ta dùng than ta chèn xung quanh nữa thì nó sẽ đầy vào và nó sẽ giữ được cái cây hồ điệp này. Đó, đây là một cái rễ nó đang mọc xuống này, các bạn không nhất thiết phải chèn cứng lắm để nó mọc dài ra. Chúng ta cắt cái rễ ra không được nha các bạn. Đó, cắt rễ ra một chút. Đó. Những phần xung quanh các bạn cố gắng chèn cho nó đầy vào, cho nó cứng cây hồ điệp. Và các bạn khi chèn thì chúng ta không nên dùng than quá lớn nha, mà các bạn dùng than nhỏ một chút. Vì sao như vậy các bạn? Than nhỏ thì nó nén chặt rất là nhanh, và than lớn thì nó rỗng, đúng không? Nó sẽ thoáng hơn nếu như cây nó nhiều rễ. Còn cây thế này nó thật sự đang rất ít rễ, chúng ta phải chèn cho nó cứng một chút
để có thể là cố định cái cây, thì khi nó mọc rễ ra nó mới có thể bám được nha. Đó, như vậy đây là những cái gì gọi là đơn giản nhất để chúng ta trồng được một cây hồ điệp. Đó các bạn thấy không? Như vậy cái khái niệm tái tạo cây lan hồ điệp không phải là cái gì ghê gớm hết. Đây, chúng ta có thể tự làm. Đây, như vậy chúng ta đã có được một chậu hồ điệp. Và chậu hồ điệp này nó có hai cây nha. Hai cây khác nhau. Đó. Hai cây hoàn toàn khác nhau luôn. Cho cây này đứng lên một chút. Rồi. Và khi các bạn tưới nước thì các bạn mới có thể tưới GE này. GE các bạn muốn tưới nhiều nhất để cho cây tốt, đó chính là GE Nha Đam, nó sẽ giúp cho lá xanh mướt. Nhưng hai cái lá này sau này cũng sẽ cắt bỏ nha các bạn, bởi vì nó ra cái chồi non này. Đó, chồi non đây này các bạn thấy không? Nó sẽ phát triển thành một cái cây mới này. Còn cái này thì không có lá rồi, mà có chồi non thì nó sẽ rất là đơn giản để trồng một cây hồ điệp như vậy. Khi chúng ta mua cây hồ điệp mà chúng ta đem về, chúng ta trồng chăm sóc thì nó phát triển rất là tốt. Các bạn thử dùng vôi để tưới nha. Đây là cách đơn giản để hạn chế việc cây nó bị thối nhũng. Tuy nhiên khi các bạn trồng mà cây nó lỡ bị hư á, có thể chúng ta quăng ngoài mưa quá nhiều hoặc là bỏ vào nắng quá nhiều nó cháy lá, thì các bạn có thể dùng nước để chúng ta khôi phục cây hồ điệp như thế này. Quá đơn giản đúng không? Chào tạm biệt các bạn.